Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chiếc áo rất là điệu này, hãy cùng tô với mình nha. Với chiếc áo này thì mình sẽ dùng màu xanh nha. Theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chiếc áo màu xanh với hai tay phồng rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.